Chào bạn tên là gì ạ? Em tên là Nguyễn Vĩnh Tuyên ạ. Ok, em đến từ trường nào? Em đến từ trường Trung học phổ thông Kiến An. Ok, em được trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia vừa rồi em được mấy điểm văn nhỉ? Em được 9,25 đấy. Quá tuyệt vời luôn. Bạn đến từ lớp nào của thầy Nhật? Em đến từ nhóm Gai C CTG. Vâng. Đúng không? Ok, lớp online của thầy Nhật. Và các bạn, hôm nay thì thầy đã từ Hà Nội về để chúc mừng bạn. Đấy, đây là cúp lưu niệm của em. Yeah. Và đây là học bổng của em đó. Và thầy hy vọng là trong con đường trở thành sinh viên của em và mai này thì đi làm nữa thì em cũng sẽ gặt hái được nhiều hơn nữa những thành công nhá. Đấy, bạn đến từ Hải Phòng và bạn là con trai các bạn nhá. 9,25 điểm văn chưa yêu các bạn nhá. Ok, chúc em luôn luôn gặp nhiều may mắn và thi đại học cũng chỉ là một cuộc thi thôi, thì lên đến cái con đường tiếp theo thì chúng ta sẽ còn nhiều những cái khó khăn hơn. Đấy, và thầy hy vọng là em luôn luôn gặt hái được nhiều những thành công đó, và cảm ơn anh đã để em tin tưởng em để em đồng hành cùng với bạn. Đấy, trên con đường học tập ôn thi đại học đó, và thông qua video này thì em có muốn gửi một cái lời khuyên nào đó dành cho các bạn học sinh 2K5 không? Các bạn nên học thầy Nhật vì thầy Nhật đã rất tốt. Cảm ơn em. Không, ý mà thầy đã nói ấy, là các bạn em có thể chia sẻ những cái bí quyết để làm sao đạt được điểm cao không? Đấy, với các bạn 2K5 để bởi vì thầy thì thầy nung nấu là mỗi một năm một cái khóa tiếp theo thì sẽ phải học giỏi hơn khóa trước đó và đạt được nhiều thành tích cao hơn khóa trước. Và nếu như bây giờ kỷ lục của chúng ta đang lập ra là 320 điểm 9 môn văn trên cả nước rồi đó, thì thầy muốn là đến khóa 2005 con số đấy phải là 500, thậm chí là 1000 điểm 9 trên 9 môn văn đó. Thì em khuyên các bạn 2K5 đi, các bạn nên học thật chăm và cố gắng mọi lúc mọi nơi, học văn mọi lúc mọi nơi luôn. Và nên xem lại những cái video mà thầy đã giảng. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Thành công nhá. Mai này nó giàu nhá. Vừa thân giả giàu rồi nhá. Ok, cảm ơn em.